Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 9, Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Hà Giang, nhiệm kỳ 2024-2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội có các đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang cùng hơn 200 đại biểu là hội viên các thế hệ cựu công an nhân dân đang sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Giang. Tại đại hội lãnh đạo sở nội vụ đã công bố và trao quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập hội cựu công an nhân dân thành phố Hà Giang. Hội cựu công an nhân dân thành phố Tiền thân là câu lạc bộ công an hưu trí với hơn 200 cựu công an nhân dân đang sinh hoạt trên địa bàn. Hội cựu công an nhân dân thành phố được thành lập nhằm mục đích tập hợp, vận động, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống và bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh, việc thành lập Hội cựu Công an Nhân dân thành phố Hà Giang là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống tổ chức thống nhất để tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu công an tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Để hội hoạt động hiệu quả, thiết thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm tạo điều kiện cho hội hoạt động và phát triển, nhất là bố trí, hỗ trợ về kinh phí, phương tiện, nơi làm việc cho ban chấp hành hội. Các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, cố gắng đóng góp trí tuệ, công sức và kinh nghiệm vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an tỉnh Hà Giang thực sự trong sạch, chính quy, tình nhuệ, hiện đại, giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng thành phố Hà Giang ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào ban chấp hành, 5 đồng chí vào ban thường vụ hội, bầu ban kiểm tra hội cựu công an nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày 20 tháng 9, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Yên Minh đã có buổi tiếp công dân định kỳ quý 3 năm 2024 tại thị trấn Yên Minh, dự có ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp công dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã được nghe đơn đề nghị của ông Hoàng Văn Vệ, trú tại thôn Thành Minh, thị trấn Yên Minh về vấn đề đất đai. Theo đó, hộ gia đình ông Hoàng Văn Vệ có mảnh đất diện tích 1.200m2, trong đó đất thổ cư là 400m2 và 800m2 đất trồng cây lâu năm. Gia đình ông Vệ có nhu cầu chuyển đổi sang đất thổ cư với diện tích 600m2 trong tổng số 800m2 đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, gia đình ông không chuyển đổi được do diện tích đất trên được đưa vào quy hoạch làm đất công nghiệp và chỉ giới giao thông nằm trong quyết định số 138 ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang. Vì vậy gia đình ông Vệ đã có đơn kiến nghị với Ủy ban nhân dân huyện đề nghị giải thích. Sau khi tiếp thu đơn của gia đình ông Vệ, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã giao cho lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện giải thích cũng như thông tin thêm về các quyết định quy hoạch sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình ông Vệ nắm rõ, đồng thời nhất trí giải quyết đề nghị của gia đình trên quan điểm thực hiện đúng luật, đúng quy định. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 9, huyện Quang Bình đã tiếp nhận hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai của Tổng cục Thuế Việt Nam, Công ty Cổ phần Vinaco, Tổ chức CNI, Sở Ngoại vụ, Tập đoàn TH, Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH Chumil và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á. Theo đó, Tổng cục Thuế Việt Nam đã trao tặng tiền mặt cho 27 hộ gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây ra ở 4 xã Bằng Lang, Yên Bình, Bản Rịa, Yên Thành với số tiền là 3 triệu đồng một hộ. Công ty cổ phần Vinaco trao tặng 2000 cái bóng đèn LED cho 42 đơn vị trường học trên địa bàn huyện, trị giá ước khoảng 80 triệu đồng. Tổ chức CNI hỗ trợ 99 hộ gia đình bị ảnh hưởng hoàn lưu bão 630 triệu đồng. Sở Ngoại vụ Hà Giang hỗ trợ 30 triệu đồng và phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 60 xuất quà là nhu yếu phẩm và 30 triệu đồng. Tập đoàn TH, công ty cổ phần thực phẩm sữa TH Chu và ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á trao tặng 2 triệu đồng một hộ cho 5 hộ dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành bị mất nhà do sạt lở, cùng quần áo, 50 thùng nước TH và hơn 1.000 sản phẩm của tập đoàn TH. Trao những món quà ý nghĩa, các đơn vị đã bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình bị thiệt hại và mong muốn các hộ gia đình đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, sau khi cơn lũ lịch sử đi qua, các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực khắc phục thiệt hại, hậu quả do mưa lũ để lại. trong đó, việc ổn định nơi ở mới an toàn hơn cho bà con bị mất nhà do lũ cuốn trôi, sạt lở đất hay phải di rời khẩn cấp do nằm trong vùng nguy hiểm đã và đang được triển khai quyết liệt. phản ánh tại xã Bằng Lang, huyện Quang Bình. Sáng sớm vào ngày 9 tháng 9 thì tôi cũng có À, dậy sớm hoặc đi xem à, lúa xem à, cầu xem chủ sở thôn các thứ là về không vấn đề gì thì tôi về đến nhà quay về đến nhà thì à, khi về đến nhà thì à, mới nghe thấy tiếng nổ ở trên đồi đấy là là lúc đấy là nó đã sạt từ trên xuống rồi thế là tôi đến nhà chạy gọi có cả vợ con chạy thì cũng hô hào cả à, khu à, cái khu khu dân ở trong cái xóm này à, cùng nhau chạy Thôn Tiến Yên nằm dưới chân núi Khâu Bôn, ngọn núi cao nhất huyện Quang Bình với 129 hộ sinh sống. Trong đó, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đã hơn 10 ngày sau cơn lũ, nhưng anh Triệu Kim Tài, trưởng thôn Tiến Yên và người dân vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi quay trở lại ngôi nhà của gia đình nằm dưới chân núi. Cả khu vực gồm 6 căn nhà kiên cố với đầy đủ vườn ao chuồng, giờ đây chỉ còn lại vài khúc gỗ và ít vật dụng giữa vùng đất đầy sỏi đá. Thế nhưng, với sự chủ động di rời nên tại thôn Tiến Yên không có thiệt hại về người. Gia đình chúng tôi nghe thấy tiếng chủ thôn hô hào thì chúng tôi cũng chạy ra, vừa chạy ra khỏi nhà thì đất đá cũng lan xuống đến nhà rồi nha. Gia đình còn có chồng tàn tận bị mờ mát, trong gia đình còn có con nhỏ nữa. Cũng may mà chúng tôi nhanh chân một chút không thì cũng chắc cũng không kịp chạy ra. Vụ sạt lở tại thôn Tiến Yên làm hư hỏng gần như hoàn toàn 6 ngôi nhà, 19 hộ bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại khoảng gần 5 tỷ đồng. Ngay sau khi phải hứng chịu thiên tai, chính quyền xã đã bố trí cho 6 hộ ở tại nhà văn hóa thôn và điểm trường, chủ động khảo sát lên phương án xây dựng khu tái định cư cho người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, các tổ chức chính trị và các đoàn thiện nguyện đã động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần, giúp các hộ dân có đầy đủ nhu yếu phẩm và các điều kiện tái thiết cuộc sống. Quan điểm chúng tôi là sẽ ổn định tinh thần cho bà con nhân dân, sẽ vận động các ngành cũng như các hội đoàn thể và các hộ dân khác để giúp cho giúp đỡ cho các cái hộ bị thiệt hại tiếp tục thực hiện cái giải pháp có nghĩa là, là phải tìm được cái nơi ở đất ở cho bà con nhân dân để ổn định cuộc sống trong năm 2024 để đảm bảo cho bà con yên tâm sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại thì cuộc sống của 6 hộ dân bị sạt lở đã cơ bản ổn định. Chính quyền xã cũng ưu tiên các nguồn lực từ tỉnh, từ huyện tới các đoàn từ thiện để có thể giúp đỡ các hộ gia đình vơi bớt khó khăn. Thế nhưng về phương án lâu dài thì rất cần sự giúp đỡ của các cấp ủy chính quyền cũng như là sự chung tay chia sẻ của cộng đồng xã hội để có thể giúp cho các hộ dân nơi đây có một cuộc sống ổn định mang tính bền vững. Ngày 20 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn Vinaco tổ chức chương trình đồng hành cùng các trường học chịu ảnh hưởng bởi bão Yagi và lũ lụt phía Bắc nhằm hỗ trợ các trường khắc phục cơ sở vật chất bị thiệt hại trong cơn bão, đảm bảo cho học tập, Tại buổi lễ, công ty cổ phần tập đoàn Vinaco đã trao 824 bóng đèn LED thắp sáng cho các đơn vị trường học, trung tâm trên địa bàn huyện. Toàn huyện Bắc Mê có 41 đơn vị trường học và một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, 82 điểm trường, 568 lớp học và gần 15.000 học sinh. Cơ sở vật chất các đơn vị trường học đã được nhà nước đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu dạy và học vừa qua do ảnh hưởng của bão gia ghi nên cơ sở vật chất của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện cũng có nhiều thiệt hại trong đó có nhiều thiết bị chiếu sáng bị hư hỏng đặc biệt là đối với các trường bán chú và các trường có học sinh ở bán chú số đèn led được trao tặng sẽ giúp các trường bổ sung chất lượng ánh sáng tại các lớp học và không gian của trường để có đủ ánh sáng bảo vệ đôi mắt giúp công tác dạy và học đạt được kết quả học tập tốt hơn lãnh đạo huyện bắc mê trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của công ty cổ phần tập đoàn vinaco đây là món quà ý nghĩa giúp thầy cô giáo và các em học sinh có được nguồn sáng tốt nhất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập Hiện nay toàn tỉnh có hơn 4.360 công trình phục vụ nước tưới tiêu cho gần 40.000 ha lúa hai vụ và các loại rau màu, cây quả, cây công nghiệp, một phần phục vụ diện tích nuôi trồng thủy sản. Qua thời gian sử dụng, đến nay có trên 300 công trình thủy lợi bị hư hỏng, do gì sụt lún cần cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhằm đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp ở Hà Giang. Toàn tỉnh Hà Giang có 4.360 công trình thủy lợi, trong đó có 59 hồ chứa, còn lại là các đập dân vừa và nhỏ chuyển tiếp nước vào các kênh dẫn và một số kênh dẫn lấy nước trực tiếp từ các khe mó nước dẫn thẳng nước vào khu tưới. Nhìn chung hệ thống công trình thủy lợi xây dựng qua nhiều năm khai thác sử dụng đến nay đã hư hỏng xuống cấp, hệ thống kênh mương nội đồng bị sụt sạt, bồi lắng. Trong đó có 312 công trình hư hỏng cần được nâng cấp sửa chữa, về hồ thủy lợi hiện nay tỉnh có 63 hồ phân loại theo nghị định số 114 của chính phủ gồm 5 hồ lớn, 19 hồ vừa, 39 hồ nhỏ với tổng dung tích chữ sắp xỉ 27 triệu mét khối. Từ năm 2017 đến nay tỉnh đã nâng cấp sửa chữa được 32 hồ, các hồ còn lại đều được xây dựng từ lâu cơ bản đã bị hư hỏng xuống cấp nhưng nguồn ngân sách hàng năm không đáp ứng được cho duy tu sửa chữa. Để khắc phục thực trạng này, tỉnh Hà Giang tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo để nhanh tiến độ các công trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đang đầu tư trên địa bàn tỉnh đồng thời nghiên cứu đưa ra một mô hình tổ chức quản lý hồ thủy lợi thống nhất phù hợp trên địa bàn tỉnh. Vụ mùa năm nay, huyện Bắc Quang gieo cấy trên 4.700 ha lúa, với cơ cấu giống lúa chủ yếu là giống lúa lai và giống lúa thuần địa phương. Trong đó, có 9 xã đăng ký thực hiện mô hình mạ khay với diện tích gần 75 ha. Hiện nay, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tích cực xuống đồng thu hoạch lúa mùa. Vụ mùa năm nay được coi là thắng lợi với người nông dân của huyện Bắc Quang bởi năng suất lúa ước đạt trên 60 tạ trên một hectare. Trong quá trình cây lúa sinh trưởng và phát triển, bà con nông dân toàn huyện đã tích cực chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại. Huyện cũng tích cực chỉ đạo bà con nông dân bám sát đồng ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Nhờ chủ động trong sản xuất và điều kiện thời tiết thuận lợi nên năm nay năng suất sản lượng lúa mùa của huyện Bắc Quang tăng cao. Nhiều xã vùng trọng điểm lúa của huyện như Quang Minh, Hùng An năng suất lúa đạt gần 65 tạ trên 1 hecta. Hiện nay bà con nông dân toàn huyện đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa, giải phóng đất để chuẩn bị điều kiện để gieo trồng vụ đông. Thưa quý vị và các bạn, cứ đến đầu mùa lúa chín, khi những cánh đồng bậc thang chuyển sang màu vàng óng ả, à. trên những thửa ruộng bậc thang, người dân của hai huyện Hoàng Sô Phi và Xí Mần lại bước vào mùa thu hoạch cá chép ruộng. Không chỉ mang lại thu nhập, thực phẩm cho các gia đình, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương, mà hoạt động này còn trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm cho du khách. Với địa hình dốc và khí hậu khắc nghiệt, người dân nơi đây chủ yếu trồng lúa nước trên những thửa ruộng bậc thang. Do diện tích mặt nước hạn chế, người dân tận dụng diện tích ruộng bậc thang để nuôi cá chép và được truyền từ đời này qua đời khác, nhất là tại những diện tích có đảm bảo nguồn nước dồi dào. Đa số là các hộ trong thôn này cũng đều nuôi cá chép ruộng hết. Đấy thì nó cũng mang bị một ít về kia thu nhập và kinh tế để hỗ trợ cho hộ gia đình một phần nào đó. Nuôi cá chép ruộng không chỉ mang lại thu nhập thực phẩm cho các gia đình, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương mà còn trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm vừa bán cá cho du khách, giá bán dao động từ 100 đến 120 000 đồng trên 1 kg. Cá chép ruộng sinh trưởng trong môi trường tự nhiên khi chế biến thịt cá chắc thơm ngon và trở thành món ăn đặc sản khó quên cho bất kỳ du khách nào đến đây. Đây là lần đầu tiên tôi và các bạn của tôi tham gia hoạt động trải nghiệm bắt cá chép ruộng như thế này. Tôi và các bạn của tôi rất thích thú, bắt từng con cá thật là thú vị. Đây là chuyến đi rất đáng nhớ, để lại ấn tượng sâu sắc đối với chúng tôi. Ruộng mực thang ở đây thì rất đẹp. Du lịch chúng ta phát triển, cho nên đấy để cá chép ruộng ấy trở thành một cái món ẩm thực đặc sản địa phương để phục vụ khách du lịch. Cho nên như vậy đấy thì tổng thu nhập cá chép ruộng của xã Hồ Thầu hàng năm ấy, ấy thì tính cũng 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 rất là lên đến khoảng bình quân khoảng 7 tấn rưỡi đến 8 tấn. Đến với huyện Hoàng Su Phi và Xín Mần vào những ngày thu xe lạnh, sau một ngày khám phá cảnh đẹp núi rừng, không gì tuyệt vời hơn khi ngồi quây quần bên bếp lửa, thưởng thức hương vị thơm phức của cá chép ruộng nướng. Trong không gian ấm cúng và vui vẻ cùng gia đình bạn bè, món cá chép ruộng mang đến hương vị đậm đà đặc trưng của vùng đất này cá chép ruộng đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, được nhiều du khách yêu thích và lựa chọn khi đến với Hà Giang. Phần cuối chương trình là những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm 21 tháng 9 năm 2024 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, từ đêm chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 82%. Khu vực di tích quốc gia dụng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, từ đêm chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra là lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 82%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, từ đêm chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm trung bình 83%. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.